Thì Kỳ Gâu xin chào quý cô bác anh chị đang xem kênh. Thì hiện tại hôm nay đó Kỳ cũng đủ cái duyên để gặp chị Ngân thì đi về núi Cấm nè. Thì ngay chỗ điện Sơn Thần là chỗ cái tượng của ông Hổ ngự ở đây. Thì Kỳ cũng với chị Ngân với em Tài cũng xin các ngài chư vị Sơn Thần ở đây để cho Kỳ làm cái video này. Thì hôm bữa đó chị Ngân có một cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Nói chung là mơ gặp mẹ Diệu Trì Kim Mẫu luôn hay là mẹ Quan Âm chị Ngân? Mẹ Diệu Trì đúng không? Mẹ Diệu Trì. Là mấy ngày trước rồi? À, cách đây là 5 ngày. Dạ. Cách đây 5 ngày rồi, lúc đó là còn ở dưới Long Xuyên, còn ở dưới nhà. Dạ. Thì mình có một cái giấc mơ lạ là có gặp một người. Lúc đó thì mình trong giấc mơ thì mình không có nghĩ là đó là mẹ Diệu Trì đâu. Dạ. Mình kêu bằng bà. Thì trên một cái chuyến đi đó là rất là đông, giống như là đi núi hay là đi chơi, đi cúng chùa vậy đó. Nhưng mà lúc đó thì mình xin bà là được đi theo. Nói bà ơi sao không cho con đi theo với. Cái bà mới nói là không có đi được đâu, mà đi nguyên một đoàn rất là đông nha, đông lắm. Đông nó phải giống như là một cái chuyến xe đi 30 người á, cái một cái đoàn xe đi đông lắm mà khoảng 30 người á. Cái mình mới nói bà ơi cho con đi với. Thì trên đi rất là đông mà ai cũng kiểu như mà đi chơi, không có gấp gáp mà không có gọi là dồn dập, giống như là đi từ từ rồi tới khu vực nào đó rồi nghỉ ngơi ăn uống chơi rồi đi tiếp nữa. Dạ. Xong cái nói bà ơi cho con đi với. Cái bà mới nói thôi con đi không được. Cái nói bà cứ cho con đi đi, con đi được hà. Thì mình mới thấy là bà đã trả lời một lần rồi là không đi được. Thì mình mới hỏi thêm lần nữa, bà nói bà cứ cho con đi đi, con sẽ sắp xếp thời gian con đi được mà. Mình nghĩ là đi chơi chung, giống như là đi đi du ngoạn, đi chùa, đi núi rồi thôi, thông dong thôi. Xong cái mình mới thấy, vừa nói xong thì mình thấy là có những cái người mà lại lẻ. Thì người ta có người khác lại ngồi, giống như là có thành đôi với nhau hết thì mới đi được. Thì đó là giống như mấy người đó giống như trả lời cái câu của bà dùm cho mình câu hỏi. Tại mình hỏi 2 lần 3 lần rồi bà cũng đã trả lời là mình không đi được. Dạ. Thì tới lần thứ 3 thì những người ngồi lẻ lẻ vậy nè, là có người khác lại gần, ngồi gần. Thì mình mới nhìn ra mình à, thì ra là do mình là lẻ, mình không có đôi cho nên mình không đi được. Trên cái chuyến đi này của bà là đều có đôi có cặp hết mới đi được. Dạ. Thì người ta phải là một đôi vợ chồng hoặc là yêu đương hạnh phúc với nhau, cho nên bà đã từ chối mình 2 lần. Thì cái lần thứ 3 mình nhìn cái quang cảnh xảy ra mình biết vậy, thì mình mới nói với bà ơi chị để cố gắng, bà đang ở như là một chút xíu nữa là bà đi tới chỗ nào thì để con cố gắng con chạy theo con đi. Dạ. Cái bà mới chỉ vô mặt bà mới nói là trong 3 ngày nữa tới 5 ngày nữa thì trên trán con sẽ có một cái dấu. Trên trán con sẽ có một cái dấu, nhưng mà nó sẽ nổi rõ ra là tùy theo cái công việc làm của con. Dạ. Tùy theo cái việc làm của con thì nó sẽ hiện rõ như ra như mình làm thiện hoặc là làm không xấu biết bà hay... nói như vậy thôi ý, mình ý, không bà. Biết nó là như thế nào. Dạ. Thì tới bữa nay là được đúng 5 ngày từ cái bữa mà cái giấc mơ đó, cho tới bữa nay là 5 ngày là mình cố ý chạy theo bà, cố ý chạy theo. Nhưng mà cái câu hỏi thứ 3 đó, bà cứ cho con đi với, con đi được mà, thì mình mới thấy là có đôi có cặp hồi chung với nhau á. Yeah. Là mình mới hiểu được rằng là bà không cho mình đi được vì là mình lẻ. Yeah. Mình lẻ, còn trên cái chuyến đi của bà là bà bao hết, bà lo hết, bà không có cho ai trả bất cứ đồng tiền nào hết, nó ăn uống hay là chi phí gì là bà lo hết. Rồi bà mới nói mình là cái lúc mà mình cố chạy theo bà, cố yeah. chạy theo bà, với nói bà ơi đi chung với bà sao mà ai đi chung với bà cũng sung sướng hết trơn, mà mọi chi tiết gì là bà trả hết, không có phải lo cái gì hết, ung dung rồi ăn uống chi tiêu đồ bà lo hết và không có phải để cho ai trả gì đó. Bởi vậy mà con xin bà đi mà sao bà không cho. Bà mới chỉ vô mặt bà nói trên trán con khoảng 3 ngày cho tới 5 ngày nữa sẽ có một cái dấu. Yeah. Rồi nó nổi rõ lên hay không là từ từ theo công việc làm của con. Dạ. Thì lúc đó bà nói như vậy thôi thì mình cũng không biết chuyện gì. Đấy. Thì từ cái bữa giấc mơ cho tới bữa nay là được 5 ngày. Dạ. Còn cái việc là như cái lời bà nói thì mình chưa thấy, mình chưa biết là mọi việc sắp tới nó như thế nào.
Đó là cái giấc mơ mình gặp. Khi mình tỉnh dậy thì mình biết là mình kêu là bà, nhưng mà mình nhớ ra là mấy ngày trước nữa là mình có tới trên điện mẹ Diêu Trì. À, bữa đó mình có đi núi về có cắm đi ha. Núi núi cắm rồi. Dạ. Mình có lên điện trên đó mình mới thắp nhang, tại vì thực ra thì từ xưa giờ là Ngân bên đạo Chúa cho. Dạ. Nên Ngân cũng chưa có rành về bên đạo Phật bên đây, từ. Dạ. Điện mẫu cho tới điện mẹ Diêu Trì hay là những tên gọi, những tên điện á, rất là lạ lắm mình. Lạ, mình chưa biết gì, mình cũng chỉ biết đi vào thì thắp nhang rồi cúi lại bắt chước theo ta cúng xá lại rồi. Dạ. Cũng Nam Mô A Di Đà Phật vậy thôi. Yeah. Đó chứ chưa có rành. Thì qua cái bữa đó là mình đi, trước đó là mình cũng đã đi từ trên điện mẹ Diêu Trì. Yeah. Thì khi mà đi lên trên đó thì cũng đốt nhang, bữa đó là cũng có nhiều người ở trên đó. Rồi mình cũng đứng ở ngoài thôi chứ không có lên điện được, tại vì bên bữa đó là ngồi đông lắm, ngồi trên đó đông á. Rồi mình đứng ở phía ngoài cửa thôi. Rồi mình xá lại, rồi mình còn thắc mắc nè. Đọc cũng mình có đọc rõ là tên là trên điện là điện mẹ Diêu Trì, mà mình còn nói ủa sao mẹ Diêu Trì mà chỉ có một tượng thôi. Ừ. Là một mẹ đứng thôi. Dạ. Thì hỏi ra thì điện mẹ Diêu Trì là bên điện Ngọc Hoàng phải không? Dạ, là có hai tượng, là tượng cha tượng mẹ luôn. Bên đây cũng là mẹ Diêu Trì là cũng là một, nhưng mà tại sao bên đây chỉ có thờ một mình mẹ? Thì mình đứng mình nhìn mình cũng thắc mắc. Thì sau khi bữa đó là đi về là qua ngày sau là có cái giấc mơ đó. Mình mơ thấy mẹ luôn ha. Thấy bà, nhưng mà mình kêu là bà. Dạ. Yeah. Đó, tại cái bữa mà mình thắp đi nhang á thì đọc cái tên là mình tên là mẹ Diêu Trì, nhưng mà mình cũng đứng mình thắp đi nhang mình nói ủa sao bên đây lại thờ có một mình bà thôi. Dạ. Yeah. Đó, thì qua ngày sau về thì có cái giấc mơ đó, mình trong giấc mơ mình cũng kêu là bà. Dạ. Yeah. Bà ơi cho con đi chung với. Nói chung cái nhiều khi mình đi có cái duyên với bên mẫu ha, nên mình mơ mình thấy, nhưng mà rất là hiếm khi mà được mơ thấy giấc mơ gặp mẹ Diêu Trì Kim Mẫu. Thì trên cái bà nói là từ khoảng 3 ngày cho tới 5 ngày thì con sẽ trên trán con sẽ có một cái dấu ấn. Ừ. Không phải là dấu ấn mà trên trán con sẽ có một cái dấu, rồi từ từ nó sẽ hiện rõ ra tùy theo cái công việc làm của con. Thì hiện tại là Kỳ thấy trên trán Duy Ngăn là có nổi một cái quằn nè, nổi một cái gọi là cái, nói chung có cái giống như cái có không? Có thấy, Kỳ thấy trên cái trán này, tại vì Kỳ zoom nó hơi lắc nha, tại Kỳ lại gần lại chút xíu. Bữa nay là được 5 ngày từ cái bữa giấc mơ xảy ra, bữa nay là 5 ngày. Cô bác anh chị có thấy hay không thì Kỳ thấy chính giữa của Duy Ngăn đó là có giống như nổi lên một cái hình, thì Kỳ nhìn mường tượng chưa ra, nhưng mà Kỳ thấy sự ra là có đó. Nhưng mà cái nếu mà theo cái kiểu theo giống vậy là có lẽ là giống như mà mẫu muốn cho mình làm cái gì đó hay là sao chứ nhanh, hay là nó cái tại vì con cũng mới đi chùa rồi đi tham gia bên đây, tại vì cái nguồn gốc đạo mình là thầy xưa giờ là mình bên đạo Chúa. Yeah. Rồi mình cũng mới là học hỏi, thì con người ta sanh ra đúng là không có ai cái gì cũng biết, phải học. Yeah, tất cả phải học cho tới khi mà tới già, tất cả mọi công việc hết không ai mà tự nhiên mà biết, thì cũng phải là học nhiều học ít để mà. Yeah. Biết thì bây giờ khi mà cái giấc mơ đó thì bà có nói là khoảng 5 ngày, từ 3 ngày tới 5 ngày, nhưng mà nó sẽ hiện rõ ra tùy theo công việc của con làm. Dạ. Yeah. Thì bà chỉ mới nói như vậy thôi, còn từ từ thì mình sẽ hiểu. Thì chắc là mình nghĩ là bữa nay là cũng được đủ 5 ngày mà mình ngồi ở đây. Rồi thời gian rồi thì mình cũng từ thiện, mình cũng đi chùa, đi học hỏi về bên đạo. Yeah. Thì đi lên những điện mẫu, như bữa là đầu tiên nhất á, là mình ghé bên điện gì ta, điện đối diện bên đó là điện có thờ cha mẹ luôn á. Bên đó là điện nhà Chăm Họ. À, dù Bồ Hồng hả? Ừ, đối diện đó, đồ dù Bồ Hồng. Thì trên dù Bồ Hồng là một bên, phía bên tay phải mình nhìn lên đó là chỗ thờ cha Ngọc Hoàng. Ừ. Rồi cặp một bên đó là mẹ Diêu Trì, phía bên kia là Củ Quyền Chăm Họ. Củ Quyền Chăm Họ là giống như nhiều cái gánh họ của cái Việt Nam của mình, là bao gồm chung các cái gánh họ luôn, là kêu Củ Quyền Chăm Họ đó. Củ Quyền Chăm Họ thì lần đầu tiên là Ngân cũng mới lên trên đó. Dạ. Hồi trước cái giờ đi núi cấm thì cũng đi nhiều lần, thì cũng ghé chỗ này chỗ kia, nhưng mà lên trên điện Chăm Họ đó
gửi lên điện vô bộ giao gì đó, vô bộ hông, vô bộ hông đó là cũng mới lên lần đầu. Dạ. Rồi ghé chỗ mẹ Diêu Trì đó là cũng mới lần đầu. Ừ. Mới lần đầu thôi. Rồi mình gặp mà bà đó, mình kêu bằng bà đó là cũng mới lần đầu tiên hết. Ừ. Thì về là mình lại lần đầu tiên đó, mình về là qua ngày sau là có giấc mơ đó. Thì giống như Ngăn lần đầu tiên được biết về cái tượng mẹ Diêu Trì cái mẫu. Ừ. Là được đi cúng lên lên cúng mẫu. Đúng rồi, lần đầu tiên giá đó. Dạ. Cũng cái duyên về núi đó chứ Ngăn, chứ không phải là mình muốn về là về đâu, nhưng khi cả một đời người người ta chưa có về núi được. Cái duyên của mình ở núi hay sao? Mình đi núi nhiều nhưng mà đó là cái duyên lần đầu tiên mình lên trên đó. Dạ. Và đó là một cái giấc mơ kỳ lạ luôn. Giấc mơ kỳ lạ. Thì theo như lời mà bà nói á, thì bữa nay là mình ngồi đây mình kể câu chuyện này là cũng được đúng 5 ngày. Ừ, đặc biệt là về núi Cấm luôn. Ừ, mà tự nhiên sao có cái duyên bữa nay cũng lên ngay trên núi Cấm nữa. Thì cũng đã gác lại các bạn, thì những cái ngày trước thì chị Ngân có về núi một lần thì cúng trên cái vô bồ hông. Thì hôm nay cũng cái hữu duyên nữa thì Kỳ với chị Ngân với Tài có đi về núi Cấm nè, thì ghé qua điện Sơn Thần, thì nãy giờ anh em cũng đã cúng rồi, thì nên cũng xin phép quay ở đây một cái clip về cái giấc mơ của chị Ngân. Thì sau này cái giấc mơ này thì chị Ngân làm những cái việc mà sắp tới thì mình sẽ biết rồi chị Ngân, chứ bây giờ mình thấy thì cái duyên là được về núi thêm một lần nữa đó. Mình chưa biết mọi việc thì từ từ mình cứ làm. Dạ. Rồi sẽ có lời giải. Còn bây giờ đầu tiên nhất là mới bật mí cho mình, hướng dẫn mình một cái điều lành nào đó, hướng dẫn cho mình. Dạ. Chẳng hạn như tự nhiên có cái duyên lên núi, rồi tự nhiên gặp được bà, gặp được mẹ. Dạ. Rồi mình có cái giấc mơ điềm báo trước, rồi lại tại sao nó trùng hợp tới bữa thời điểm bữa nay là đúng 5 ngày. Ừ. Ngồi đây kể câu chuyện này đúng 5 ngày theo cái lời, theo cái lời mà bà nói, từ 5 ngày, từ 3 ngày tới 5 ngày. Yeah. Từ 3 ngày tới 5 ngày là tại vì lúc đó mình đòi theo hoài. Yeah. Cứ là bà ơi cho con đi với. Đó. Thì thôi bữa nay không được thì để chuyến sau con đi chung với nha bà. Yeah. Đó, thì nói vậy bà thấy đòi quá, bà mới chỉ vô mặt bà nói là rõ ràng là bà đứng rõ nguyên một cái người bà. Không, lúc đó là mẹ Duy Trì cái mẫu là mặc đồ gì chị Ngân có còn nhớ không? Không có phải mặc đồ giống như tượng. Nhưng mà cái nét mặt á, trong cái lúc mà bà nói chuyện với mình, bà chỉ á, thì không có phải nhìn rất là không có dữ, giống như hiền dịu thôi, chứ không phải là dữ. Nhưng mà là một người bình thường, là một người bà bình thường vậy. À, bà dắt nguyên một đoàn ý đi. Ý em nói là khi chị gặp mẹ Duy Trì đó là mặc áo như áo bà ba hay là áo sao gì, chị Ngân có thể nói rõ mặc, không? Mặc giống như mấy người mà đi cúng chùa vậy nè, mấy người mà mặc cái bộ đồ mà đi cúng á. Đồ đen hay là đồ trắng? Hình như đồ trắng. Ừ, mặc bộ áo trắng ha. Ừ, hình như là đồ trắng, nhưng mà mấy cái bộ mà người ta đi cúng á, chứ mình chứ không phải mặc đồ nâu. Cái không phải là màu trắng tươi. Cái màu đó giống như là Giống như màu xám xanh gì hả? Ừ, gì đó giống như mấy đồ cúng nhưng mà không rõ, nhưng mà không phải là màu trắng tươi. Dạ. Yeah. Ừ. Chắc có lẽ là màu xám xám như xám cái áo xám. Cái áo gì ngang mặt, nhưng mà nó xám xám. Loại giống màu màu kem gì đó. Màu kem kem xám xám á, đúng rồi. Thì bà mình kêu bà mình thấy mặc vậy thôi, chứ không có phải giống như trên tượng là phải mặc nguyên bộ áo tròn như vậy, không. Dạ. Có phải vậy, giống mình gặp mẫu là đời thường ha, đời giống thường. Như mặc đồ thường dắt, giống như dắt những cái Phật, những cái người hướng thiện hay dắt sao, dắt nguyên một đoàn đồng đạo đi vậy đó, nhưng mà không đồng phải đạo là luôn. Dắt nguyên một đoàn người đi, mà người trong có nam nữ trai gái có, nhưng mà một đoàn đều là có đôi có cặp hết. Dạ. Một đoàn phải có đôi có cặp hết. Cho nên khi mà mình đòi bà ơi sao cho không cho con đi theo với, bà mới nói thôi con đi không được. Thế nói con đi được mà, lúc đó mình nghĩ là chắc bà nói là do mình không có thời gian. Mình mới trả lời với bà là con có thời gian mà, con yeah. đi được mà, bà cho con đi với. Thì mình đòi lần thứ ba, bắt đầu là mình mới nhìn qua quang cảnh là nhóc hết trơn người ngồi. Tại cái đoàn xe đi cũng đông, khoảng như giống như là 30 người, 50 người á. Yeah. Thì có người này qua người kia lại là ngồi sắp đôi, sắp cặp với nhau. Thì mình nhìn cái quang cảnh là mình đã nhận định ra được rằng à, những người này là phải có đôi mới đi chung được. Ừ. Đó là cái câu trả lời thế cho cái câu trả lời của bà đó. Xong rồi mình mới nói vậy thôi thì lần sau bà cho con đi với nha. Mình mới nói vậy, cái bà mới chỉ vô mặt. Bà mới nói vậy nè, khoảng 3 ngày tới 5 ngày. Bà nói cái mặt nét mặt là hiền dịu lắm. Chứ bà mới nói trên trán con khoảng 3 ngày hay tới 5 ngày nữa sẽ có một cái dấu. Thì cái dấu đó nếu mà nó sẽ rõ theo cái thời gian, rõ theo cái công việc mình làm á. Dạ. Thì hiện tại thì Kỳ thấy là có một cái giống như cái hình, có thấy một cái hình trên trán chị Ngân đó.
Như là em được biết là chị Ngân, mình nhìn thấy được những cái đại khái giống như phần âm luôn hay gì? Cái duyên mình thấy hay sao? Thấy phần âm thì lâu lâu thì mình cũng có thấy, nhưng mà mình chỉ thấy qua cái giống như là mình thấy qua cái mường tượng. Mường tượng là một, giống thứ hai là thấy qua một cái giấc mơ. Nhưng mà giấc mơ thì nó sẽ tương tự, nó sẽ xem thêm từ từ giống như cái điềm báo, giống như sự thật. Rồi ví dụ như mình nhìn thấy được á, là mình chỉ thấy cái mường tượng thôi. Giống như mình nhìn đi. Đây, nó mường tượng kiểu như, nhưng mà mình vẫn thấy thực tế đúng không? Mường tượng giống như chẳng hạn như hồi nãy là mình đi vô chỗ trên điện Năm Ông đi. Thì khi mà mình bước vô á, mình vừa bước vô mình đang chen đông đông á, thì mình đứng ngay chính giữa, mình nhìn chính giữa điện thì mình không thấy gì, nhưng mà mình vừa né qua một bên á, là cái chỗ cái cây á, là mình thấy rõ ràng một cái ông đứng. Nhưng mà mình đi sát lại thì không phải, đó là cái bóng của cái cây. Cái bóng của cái cây chứ không phải là ông nào hết. Thì cái cây phía trong chỗ mà điện Năm Ông á, thì né vô chút xíu á, mình đứng cây, sát vô có một cái cây. Cái cây nó có cái khúc mà bị chặt ngang á, nhưng mà đó là cái giống như cái con mắt mình nhìn thấy, nó mường tượng thấy thôi chứ không phải là thấy rõ giống như là. Thì nói chung cái phần tâm linh đó chị Ngân, thì em theo em được nghe đó, thì giống như mình thấy được những cái người đó chỉ thoáng qua, giống như chị nhìn phớt qua là thấy, nhưng mà nhìn ngược lại thì không bao giờ thấy nữa. Nhìn kỹ lại thì không phải, chứ không phải là mình nhìn trực tiếp được, cũng như mình thoáng qua được. Giống như kêu cái kiểu giống như mình hơi giống như mắt mình hơi bị ảo giác, nó kiểu kiểu giống vậy đó. Không có cái duyên mình mới nhìn thấy được ha. Mình có thể là mình có thể trò chuyện được, nhiều khi chị Ngân thấy được cái những cái phần đó đó, chị Ngân có thể trò chuyện được không? Mình có thể nói chuyện với họ. Nói chuyện thì mình nghĩ là mình chưa có đủ cái khả năng đó. Nhiều khi mình không biết là người ta có nghe mình hay không. Nhưng mà cũng có nhiều lúc mình cũng thử. Chẳng hạn mình cũng biết là có người sống thì có người chết, có thần có thánh thì cũng có tà có ma. Thì mình cũng tin là có điều đó. Thì đôi khi nhiều khi mình đến những cái nơi mà thờ cúng đó, chưa chắc là thờ cúng ở đó thần thánh đã ở. Thì nhiều khi thần thánh ở thì ma tà nó cũng ở được. Rồi nhiều khi mình thấy đó, mình thấy cái điều đó, nhiều khi mình sẽ nói, chẳng hạn như là mình đi ở một cái nơi nào đó mình thấy nặng người đi, nặng vai đi, chưa chắc thần thánh nó đã đứng phía sau mình đó. Mà cũng có khả năng là cũng là khuất mặt, nhưng mà khuất mặt là dạng như là tùy theo. Thì mình thấy khó chịu hơn, mình thấy không hợp thì mình cũng có thể khấn, mình xin. Mình thấy thì chẳng hạn như khuất mày, nhưng mình không có làm gì sai thì bỏ qua. Hoặc là có cái gì không biết thì nhắc nhở, chứ mình đâu biết là mình phải làm sao cho đúng cho sai. Dạ đúng rồi, nhiều khi mình cái duyên của mình thấy được, nhưng mà mình không thể mà tiếp xúc hoặc là nói chuyện với họ được. Tùy theo cái duyên của người âm đó, mình có thể mình tiếp xúc với họ được hay mình nói chuyện với họ được. Thì mình nói vậy tùy theo có khả năng, là giống như bây giờ ví dụ lỡ mình đi tới một cái nơi nào đó đi, mình đá trúng đồ người ta đi, thì mình cũng xin lỗi với người trần mắt thịt, thì mình xin lỗi nhau, nhiều khi người ta còn không thông cảm nữa. Nhưng mà lỡ mà có một cái nơi nào đó mà mình biết là mình có xúc phạm hay là có đụng chạm đó, mà hoặc là có người theo, thì mình cũng không biết chuyện tốt chuyện xấu, thì mình cũng nói trong nói như vậy thôi, còn người ta nghe hay không nghe thì nó điều của người ta. Nói chung nhiều khi mình có lỡ tâm là được rồi, có lòng là được rồi. Đúng rồi, nhiều khi mình lỡ có mình làm mình nhiều khi đụng họ hay gì đó, thì mình nói chung mình xin lỗi nhau giống như đời thường đi, đúng không? Đời thường. Nhưng mà người ta cũng hiểu mà. Thì nói chung cái chuyện tâm linh các bạn, thì nó rất là nhiều chuyện mà mình không có thể lý giải được. Thì mỗi người là gọi là một cái phần căn khác nhau, về cái phần tâm linh của họ nó sẽ khác nhau. Người nhìn thấy được hoặc là người có thể tiếp xúc được, nó nhiều cái giống như kiểu cái duyên vậy đó. Chứ mà theo Ngân nghĩ á, là người phước mặt á, thì không phải, ví dụ như nói về ma đi, không phải ma chưa chắc người ta, ma nó đã phải hiện ra nguyên một con ma nó nhắc mình. Con ma chưa chắc nó đã xấu xa đó. Nhiều khi mình đụng mặt nó với một cái hình thể nó bình thường, rồi nó cũng là hiện thân ra một cái người nào đó, hoặc là hiện thân ra một cái gì đó đối diện với mình. Nhưng mà mình cũng chưa nhận ra nó đó. Chưa nhận ra nó đó là con ma đó. Chứ không phải con ma nó phải thực sự là xấu xa rồi, nó phải ghê phải gớm hay là như, con ma như trong tưởng tượng của mình ha. Đó, nhưng mà xấu hay không xấu là tùy theo cái mình có ân oán gì với người ta không. Hay là có bị có cái gì đó mà qua lợi
hoặc là người ta đang làm một cái gì đó xấu, hoặc là mình có làm gì đó xấu với người khác, giống như bị trả thù vậy, thì nó mới gặp cái điều xấu. Còn nếu như bình thường thì mình cũng có thể là mình gặp ma theo cái cách đời thường, giống như họ cũng như người bình thường mình thôi, hoặc là họ ẩn thân hay là họ hiện thân gì đó theo cách đời thường. Dạ. Thì cũng nãy giờ cũng rất là cảm ơn chị Ngan thì kể một câu chuyện về cái giấc mơ là được gặp mẹ Du Trì Kim Mẫu. Thì với những cái phần chia sẻ với Ngân thì hôm nào đó thì Kỳ sẽ có thời gian nữa, Kỳ sẽ làm nhiều clip về chị Ngân, về phần tâm linh. Nói chung chị Ngân có cái gì đó rất là đặc biệt về những cái chuyện tâm linh các bạn, thì Kỳ cũng đang theo dõi thôi, thì tùy duyên thì Kỳ sẽ làm thêm video ra. Nếu các bạn thích đó thì Kỳ sẽ làm video nhiều hơn về chị Ngân, nói về những cái chuyện mà đời thường chị Ngân đi và gặp được những cái gọi là chuyện, những chuyện bắt bình thường đi, nhiều khi thấy được những cái phần âm, rồi nói chung là đủ thứ nha chị Ngân. Thì cũng gặp được nhiều, chẳng hạn như kể lại cái câu chuyện mà bữa mà mình đi lên trên điện điện Chăm Họ đi, thì bữa đó là mình đi chung, cũng đi chung với anh em bạn. Đi lên thì mình cũng hỏi, khi mà thắp nhang xong á thì mình mới hỏi với người bạn mình là ở đây là thờ ai với ai. Thì mới nói là thờ mẹ, rồi thờ cha Ngọc Hoàng đó. Rồi mình mới hỏi, thì khi mà giải thích ngồi như thế này là giải thích cho mình nghe để cho mình học hỏi thêm, tại vì mình cũng nói là mình mới đang học hỏi để tham gia, mình biết về bên đạo này như thế nào, và những cái bức tượng này là ai với ai, và những bức tượng như là cha Ngọc Hoàng rồi mẹ như thế nào đó là sao. Thì khi mà đã kể là tự nhiên ngồi trên đó suốt 3 tiếng hồ luôn. Ngồi suốt mình không, từ cái lúc ngồi đó mà cho tới gần về là gần 3 tiếng hồ. Xong mình tự nhiên là mới kể xong cái câu chuyện thì ở nguyên cái trên cái đầu mình ở phía trên đây nè, là nguyên nó lạnh. Nó lạnh mà nó lạnh kỳ lắm. Lạnh mà giống như là tóc và chân tóc nó dựng lên, giống như là cái khí hậu lạnh đó mà nó dựng cái chân tóc này lên hết vậy nè. Xong rồi mới hỏi chứ ủa sao tự nhiên Ngân thấy nó lạnh ở trên trỏm đầu, mà người thì bình thường mà lạnh ở phía trong, chứ cái chân tóc đó, nó sững lên hết mà ngay cái trỏm đầu này như thế nào. Thì người bạn mình mới lời lúc chung là lúc đó là có ông anh, thì ông anh mới giải thích là ở đây là ngồi ngay trên điện mẹ, chỉ có những người lớn tuổi, cái là cha mẹ hoặc là ông bà lớn tuổi mới có thể đứng sau lưng và dịnh đầu vuốt cổ con cháu thôi. Còn ngoài ra là nếu như mà phức mặt mà gọi là người thấp á, vai vế thấp thì không thể nào mà ngồi trên cái điện này hay đứng trên điện này hoặc đứng sau lưng mà vuốt đầu vuốt cổ được. Nói chung là về như người thấp như ma tà đồ này kia đi thì không thể đứng ngay tại vì trước mặt Ngân đang ngồi là điện cha với mẹ. Đó. Thì mới giải thích cho Ngân nghe vậy, mới nói là không phải lạnh hai bên cái vai bình thường, không phải là hỏi là có bị lạnh từ ở trên sống lưng dài xuống không, nói không. Không có, người là nóng bình thường, vẫn là mát mẻ bình thường. Nhưng mà chỉ có mỗi là nguyên cái trên chỏm đầu nè là bị lạnh. Lạnh mà nó từ lạnh ở trong cái chân tóc mình đó, lạnh từ trong cái đầu mình đó, mà đúng vừa ngay cái chỏm vậy nè, vừa ngay cái chỏm mà lạnh dựng lên. Thì sau một buổi nó chuyển tới sau lại có cảm giác đó được. Người lạ thì sao có, ví dụ này với lại là Ngân là người mới, đó là những cái điều có thể giống như là ban ơn hay những truyền ấn truyền gì đó, ví dụ người ta nói vậy đó. Thì đó là chỉ là dành cho những cái người mà người ta đã tham khảo, những người biết rành về bên đạo này rồi. Còn Ngân là người mới vào đạo, ngoại đạo, đang học hỏi, chưa biết gì về bên đạo này hết. Là thì chị, làm sao có điều chung đó là được. Chị Ngân giống như là muốn tìm hiểu về cái tâm linh thì để mà mình đi nhiều chỗ, nhiều nơi để mình có thêm cái kiến thức về những cái chỗ nơi thờ phượng, nói chung là về tâm linh đó các bạn. Thì xong qua cái buổi nói chuyện đó là bắt đầu thôi mấy anh em mới thôi nói chuyện tới đây được rồi, mình đi qua bên điện bên kia đi, để sẵn Ngân qua bên đó, Ngân xem bên đó có gì như thế nào. Bắt đầu là đi qua, thì khi đi qua bắt đầu mới hỏi, cũng đứng hỏi nữa. Đứng hỏi nữa, đây là thờ ai trong đó, thờ bà đó là bà nào, thờ đó bà đó là ai đó. Thì ông anh mới giải thích là đó là mẹ Du Trì. Ủa sao mẹ Du Trì,
bên kia cũng có là mẹ, bên đây cũng là mẹ, cũng giống như như nhau, mà tại sao thờ có mẹ thôi mà không có thờ chung cha? Thì nói ừ, ở trên đây người ta thờ như vậy đó. Yeah. Là đây chỉ thờ, điện bên đây chỉ thờ mẹ thôi. Mình cũng đứng mình nhìn mình thắc mắc. Thì khi tại cái câu thắc mắc đầu tiên mình nói thờ bà bên đây là ai, cho nên trong cái giấc mơ của mình cũng là kêu bà ơi cho con đi với. Yeah. Bà tại sao bà cho biết bao nhiêu người đi chơi mà bà không cho con đi chung với? Thì cái lúc mà giấc mơ đó, đó là mình mới kêu ông bà luôn. Nó yeah. cũng trùng theo cái lúc mà mình đứng mình chắp tay mình lại sao bên đây thờ lại là có bà thôi, mà có một mình bà thôi, mà ở bên kia cũng là bà, bên đây cũng là một tượng cũng là bà, mà sao thờ có một mình bà. Thì lại là ngay cái về qua ngày sau cái giấc mơ mình cũng gặp bà ơi cho con đi với. Yeah. Rõ ràng là cái nét mặt của bà, nhưng mà bà mặc lại là quần áo đời thường. Yeah. Nói chung trên núi đó thì nhiều cái chỗ để thờ phượng, mỗi cái chỗ nơi là thờ phượng khác nhau. Nhiều khi là nhiều khi để chung là tượng cha Ngọc Hoàng, tượng mẹ Du Trì, cái mẫu chung nữa. Nói chung là nhiều cái lắm. Thì hôm nay nãy giờ đó thì chị Ngân cũng chia sẻ cho Kỳ những cái câu chuyện về tâm linh cũng rất là hay. Ngồi gì nóng sát mặt. Dạ. Yeah. Nóng. À. Nóng sát bên mặt luôn. Nóng nguyên cái đường nóng sát luôn. Ồ dạ. Mới quay lại dòm hoài nó cây đàn cày đấy cách đây rất là xa. Mà nóng nguyên cái nóng giống như mà nóng giống như mà đưa nguyên cái màn lửa mà từ trên đây xuống dưới đây nè. Ồ đúng. Đốt nguyên cái màn lửa này quay hai lần. Mà nhìn lại cây đàn cày rất là xa chứ không có gần nha. Dạ. Mà tưởng tượng như là cái ngọn lửa đưa sát bên đây là nóng nữa. Nóng sát luôn á. Nóng luôn, mặt sát bơ luôn. Mới quay lại nhìn thấy cây đàn cày còn xa lắm mà sao nóng dữ vậy? Nóng dữ lắm. Nóng nguyên cái đường bên đây nè, nguyên nóng nguyên cái nám chút đường bên mặt bên đây luôn nè. Ừ, đặc biệt. Ừ. Chắc ông hổ ông Rồi thì cũng cảm ơn chị Ngân rất là nhiều. Thì chúc chị Ngân luôn được nhiều sức khỏe nha. Thì video của Kỳ sẽ kết thúc ở đây. Hẹn cô bác anh chị ở những video tiếp theo.